Số 786 Phật thuyết Mộc Hoàng Tự Kinh. Hán dịch: Bất tôn người dịch nay vừa vào bản sao lục đời của Đông Tấn. Nghe như vậy, một thời Phật du hóa tại núi Kỳ Sa Quật thuộc thành La Dược Kỳ cùng với đông đảo chúng đại tỳ kheo 1.250 vị và vô số Bồ Tát tín tốt vang khắp nơi, trời người đều cung kính. Bây giờ vua nước Nang tên là Ba Lô Ly sai sứ giả đến chỗ Phật cúi đầu lại nơi chân Phật và bạch: Kính bạch Thế Tôn, đứa con nhỏ bé lại ở chốn biên địa hàng năm luôn bị giặc giã, với cả các thứ lúa thóc hoa màu đều nhảy vọt, tật bệnh lan tràn, muôn dân khốn khổ, con thường xuyên không được yên ổn. Tạng pháp của Như Lai rất sâu rộng, con vì bận việc nên không được tu tập. Cuối xin Thế Tôn đủ lòng thương xót, đặc biệt ban cho con pháp yếu, ngày đêm con gắng tu tập để trong đời sau được xa lìa các khổ. Phật bảo sứ giả của vua: Nhà vua muốn diệt trừ phiền não chướng, báo chướng phải sâu chuỗi một gồm 108 hạt, thường mang theo bên mình để những lúc đi đứng nằm ngồi, giữ tâm ý chí thành, không phân tán, niệm xong danh hiệu Phật Pháp Tăng mới lần qua một hạt. Như vậy mỗi lần niệm thì lần qua một hạt, hoặc 10, 20, 100, 1.000 cho đến 100.000 vạn lần. Ai có thể thâu giữ tâm niệm đủ 20 vạn biến không tán loạn, không có các việc dối trá, thì sau khi chết được sinh lên cõi trời thứ ba là Diệm Thiên, được y phục, thức ăn uống tự nhiên, thành tựu an lạc. Ai niệm đủ 100 vạn biến sẽ đoạn trừ được 108 nghiệp trói buộc, mới gọi là quay lưng nơi dòng sinh tử, hướng đến niết bàn, đoạn hẳn gốc rễ của phiền não, đạt được quả vị vô thượng. Sứ giả trở về tâu vua, vua rất vui mừng, giọng hướng về Thế Tôn, đầu mặt lại Phật: Thưa thật lành thay, con sẽ phụng hành. Liền sai sứ giả làm sâu chuỗi hạt, do làm cả ngàn sâu nên sáu thân và hàng quốc thích mỗi người đều được vua được cho một sâu. Vua thường tụng niệm tùy ở chỗ quân đội nhưng cũng không phải bỏ. Vua lại nghĩ: Đức Thế Tôn đại từ đối với tất cả, nếu ta nhờ căn lành này được khỏi trôi lăn trong biển khổ thì Đức Như Lai sẽ hiện thân vì ta thuyết pháp. Với niệm tâm tha thiết như vậy, 3 ngày vua không ăn. Phật liền ấn thân cùng các đệ tử đến cung vua, bảo vua: Tỳ kheo sa đẩu tụng niệm danh hiệu Tam Bảo, trải qua 10 năm được thành quả Tư Đà Hàm, thứ lớp tu tập nay làm Bích Chi Phật ở thế giới Phổ Hương. Vua nghe xong lại càng tu tập tinh tấn. Phật dạy tôn giả A Nan: Huống là người luôn luôn trì tụng danh hiệu Tam Bảo vạn lần, chỉ cần khi nghe tên của người này phát sinh một niệm tùy hỷ thì đời vị lai sinh ra ở chỗ nào cũng được nghe 10 điều lành. Khi Phật thuyết giảng pháp này xong, để chúng đều hoan hỷ phát nguyện phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.